Hello, xin chào các bạn đã quay lại với channel Board Game. Tới lượt tôi và mình là Vũ. Nếu như các bạn chưa biết đến mình, Splendor là một cái tựa game về kim cương rất thành công ở những năm 2014-2015, và đến hiện giờ thì nó vẫn là một trong những cái game rất bổ ích cho các tụ game gia đình. Nhưng không phải lúc nào thì mình cũng có thể kiếm được khoảng từ 3 đến 4 người chơi, trong khi cái trào lưu mà game duo hiện tại nó khá lên là cao. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game cũng Splendor, nhưng mà là duo. Ra mắt vào năm 2022 cùng bởi một hãng game là Space Cowboy, thì Splendor Duo là một bản game độc lập mà các bạn có thể mua lấy ở bất kỳ đâu. Ngay cả Việt Nam thì cũng mới phát hành bởi Board Game VN đó. Và tác giả vẫn là một nhà thiết kế cũ, đó chính là Mark Andre. Nhưng lần này thì lại có sự đồng hành của một tác giả rất là nổi tiếng và mình rất là thích, đó là Bruno Catala, một người chuyên chơi những cái game về Duo. Bản game thì nó sẽ giữ lại gần như toàn bộ những thiết kế cơ bản của người tiền nhiệm, nhưng nó lại thêm vào cho chúng ta được những yếu tố mới để bộ game trở nên hấp dẫn hơn và có thể chơi thêm nhiều lần hơn. Tính chiến thuật nó sẽ cao hơn, thời gian chơi cũng sẽ nó ngắn lại và dành cho hai người chơi trong khoảng 30 phút. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu set up game thôi. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 chồng bài đá quý nằm ở 3 cấp độ khác nhau. Chúng ta sẽ đặt ra giữa bàn và sau đó chúng ta sẽ mở chúng theo hình kim tự tháp. Thì đối với cái lá bài cấp 1 chúng ta sẽ mở tổng cộng là 5 lá. Cấp 2 là chúng ta sẽ mở 4 lá. Và cấp 3 là 3 lá. Sau đó chúng ta sẽ đặt bảng chơi chính ra ở giữa bàn cạnh bên kim tự tháp mà chúng ta đang có. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 25 token trải dài từ Diamond, Emerald, Sapphire, Ruby, Onyx, ngọc trai và vàng. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt tất cả những token này vào ở trong túi, rồi lần lượt rút những token này ra và đặt chúng lên bàn chơi chính và dựa theo chiều kim trên bảng chơi. Trong game hai người thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 lá quý tộc. Hãy đặt nó gần kim tự tháp và bảng chơi. Sau đó thì chúng ta cũng có 3 token cuộn giấy, hãy đặt chúng ở gần bàn chơi chính. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chọn một người chơi khởi đầu. Rồi chúng ta sẽ đưa một token cuộn giấy cho người chơi còn lại. Ví dụ như xanh lá là người chơi khởi đầu thì token cuộn giấy sẽ được đưa vào cho người xanh lá mạ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cách chơi thôi. Thì lượt của mỗi người chơi sẽ gồm có hai phần. Một là hành động không bắt buộc và một hành động bắt buộc. Đối với hành động không bắt buộc thì đây là lúc sử dụng cái cuộn giấy mà bạn đang sở hữu. Thì bất kỳ khi nào ở trong lượt của các bạn có thể bỏ cái token cuộn giấy này ra ngoài và để nó trên bảng chơi. Sau đó chọn một trong những cái viên đá quý hoặc là ngọc trai đang nằm ở trên bảng chơi này. Thì tất nhiên nó sẽ không bao gồm là các bạn lấy vàng nha. Không thể nào lấy vàng được trong token này. Ví dụ như ở đây mình sẽ lấy một viên ngọc trai, lấy về trước. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn một hành động không bắt buộc khác, đó chính là lắp đầy lại cái bảng chơi chính này. Thì cái lắp đầy bảng chơi chính này sẽ là một hành động mà các bạn phải đáng suy nghĩ để có thể sử dụng hay không. Thì đầu tiên các bạn phải kiểm tra xem cái túi token này nó đang có bất kỳ token nào ở trong đây hay không. Nếu như có thì các bạn mới có thể thực hiện được hành động này. Sau muốn thực hiện hành động này thì đầu tiên các bạn sẽ phải đưa cho đối thủ một cái token giấy. Và sau đó các bạn sẽ bắt đầu lắp đầy những cái token đá quý dựa theo chiều kim mũi tên ở đây. Quan trọng nhé, trong suốt game bất kỳ khi nào mà các bạn lấy một token cuộn giấy mà không phải là token nằm ở giữa bàn thì các bạn có thể cướp cuộn giấy của đối thủ. Ví dụ như đây là bạn này đang cần lấy cuộn giấy và không còn token nào ở đây, chúng ta có thể cướp lấy đối thủ.
một token cuộn giấy. Còn nếu như mà bạn đã có 3 cái rồi thì thôi nha, đừng có tham lam quá. Tham lam còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Tiếp theo đó là về hành động bắt buộc mà các bạn cần phải làm. Trong luật của mình, người chơi phải bắt buộc chọn một trong 3 hành động sau. Thì hành động đầu tiên đó chính là hành động lấy đá quý. Hành động này sẽ cho phép người chơi lấy tối đa là 3 viên đá quý kể cả ngọc trai đang nằm ở trên bảng chơi chính. Những token này thì phải liên tục nằm theo chiều ngang hoặc là đường chéo hoặc là chiều dọc. Điều này có nghĩa là các bạn sẽ không thể nào lấy 2 token đá quý ở đây nếu như có một ô trống ở giữa. Nhớ là chúng ta chỉ có thể lấy đá quý và ngọc trai, chúng ta không thể nào lấy cái vàng ở đây nha. Ngoài ra, cứ mỗi khi mà các bạn lấy 3 viên đá quý giống nhau hoặc là 2 viên ngọc trai nằm ở trên cùng một đường chéo, một hàng dọc hoặc là một hàng ngang thì đối thủ sẽ có thể lấy một token cuộn giấy nha. Hành động thứ hai đó chính là hành động lấy một token vàng và sau đó đặt cọc một lá bài đá quý. Thì hành động này sẽ rất tương tự như cái bản Slender từ trước mà các bạn đã biết đến. Lấy đồng vàng về và lấy một lá bài úp đặt ở phần sân của mình. Các bạn hoàn toàn có thể lấy một lá bài từ ở trên bàn chơi có sẵn hoặc là một trong những chồng bài ở đây, các bạn rút rồi các bạn đem về cũng được. Hành động thứ ba là hành động mua một viên đá quý. Thì người chơi sẽ chọn một lá bài từ giữa bàn chơi và sau đó là người chơi sẽ lấy lá bài đó về, hoặc là chọn lấy lá bài từ trước mà mình đã đặt cọc để mua lá bài này nếu như các bạn đủ nguyên liệu. Thì đầu tiên người chơi phải chi trả toàn bộ chi phí được ghi ở phía bên dưới của lá bài. Token vàng có thể thay thế bất kỳ loại nguyên liệu nào hoặc là token đá quý nào hoặc là ngọc trai mà các bạn có. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ cần có một trắng, một xanh dương, một xanh lá và một đen, có thể mua cho lá bài này. Sau đó những token dư thì các bạn có thể phải bỏ vào trong cái túi. Các bạn lưu ý, góc bên phải của mỗi lá bài sẽ là phần thưởng mà khi các bạn mua xong lá bài đấy. Phần thưởng này sẽ cho các bạn giảm chi phí cho những lần mua kế tiếp khi mà các bạn muốn mua một lá bài mới. Ví dụ như ở đây mình đang có một lá bài màu đỏ thì lần mua kế tiếp của mình các bạn sẽ được giảm đi một token màu đỏ. Nếu chi phí một lá bài được giảm về không thì người chơi hoàn toàn có thể nhận lá bài đó miễn phí. Ngoài ra thì trên mỗi lá bài đều có một số điểm chiến thắng mà có ghi kèm ở trên góc trái của lá bài đó các bạn. Các bạn hãy lưu ý vì trò chơi này chúng ta có thể thắng bằng điểm. Bất kỳ khi nào một lá bài được mua ở trên bàn đã được lấy về trên khu vực người chơi thì chúng ta sẽ phải mở một lá bài mới ngay lập tức. Các lá bài đôi khi các bạn mua sẽ có những cái biểu tượng đi kèm tương ứng sẽ được in trên lá bài, thì sẽ có 5 biểu tượng chính và chúng ta sẽ thực hiện một lần duy nhất khi chúng ta mua thành công một trong những biểu tượng này. Thì biểu tượng đầu tiên đó chính là biểu tượng nhận thêm một lượt chơi ngay lập tức. Thì đơn giản các bạn chỉ cần thực hiện một lượt khác đối với lá bài này khi các bạn mua xong. Thứ hai đó chính là biến đổi. Lá bài này sẽ được đặt lên một lá bài đá quý đã có sẵn của người chơi và lá bài này sẽ được xem như là viên đá quý mà các bạn được đặt lên. Ở đây ví dụ như mình có sẵn một viên đá quý là màu đỏ thì lá bài này đặt lên nó chính là màu đỏ. Nếu như các bạn không có sẵn một viên đá quý khác thì lá bài này sẽ không thể được xem là một cái viên đá quý trước đó. Thứ ba đó chính là biểu tượng hình đá quý này. Khi người chơi mua lá bài này thì các bạn có thể lấy được một token đá quý từ bảng chơi chính giống như màu của lá bài được mua. Nếu như token này không có thì coi như chúng ta phải bỏ qua. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể lấy được một viên Emerald nhưng trên bàn của chúng ta không còn Emerald, còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Thứ tư đó chính là lá bài nhận lấy thêm một token cuộn giấy. Nếu như token này không còn có sẵn ở trên bàn thì chúng ta có thể cướp lấy đối thủ của chúng ta nha. Thứ năm đó chính là cướp lấy một token đá quý hoặc ngọc trai của đối thủ. Nếu như đối thủ không còn token nào thì chúng ta phải bỏ qua và lưu ý token vàng thì cũng không thể cướp được. Đôi khi người chơi cũng sẽ có thể mua được những lá bài vương miện mà các bạn có thể thấy được ở trên những cái lá bài này. Thì những vương miện này sẽ dùng để đổi lấy những quý tộc mà chúng ta đã set up được ở đầu game. Có tổng cộng 4 quý tộc
với số điểm và chức năng riêng biệt mà bạn có thể sở hữu. Nhưng mà tối đa các bạn chỉ có thể sở hữu là hai quý tộc thôi nha. Để sở hữu được một quý tộc thì đầu tiên bạn phải sở hữu được vương miện thứ ba. Khi các bạn sở hữu được 3 vương miện từ việc mua bài thì bạn sẽ lập tức nhận được một lá bài quý tộc còn nằm sẵn ở trên bàn. Còn như nếu các bạn được sở hữu 6 vương miện, các bạn sẽ nhận được một lá quý tộc tiếp theo. Thì những lá bài quý tộc này sẽ được đem về trong khu vực của mình. Mỗi quý tộc đều có những chức năng riêng biệt, bạn lấy về khu vực của mình và sử dụng lập tức năng lực đó. Đôi khi thì chúng ta sẽ không thực hiện được bất kỳ hành động nào trong những cái hành động bắt buộc nằm ở trên. Lúc này thì bạn có thể suy nghĩ đến những hành động mà không bắt buộc, giống như là việc là các bạn sử dụng một cái cuộn giấy để lấy thêm token về để mua bài, hoặc là các bạn có thể suy nghĩ những hành động không bắt buộc như là lắp lại những cái token ở trên bảng chơi chính. Một khi người chơi đã hoàn thành được cái phần chơi bắt buộc của chúng ta thì chúng ta sẽ đếm lại số token lẫn như là cái ngọc trai mà chúng ta đang sở hữu. Nếu như có hơn 10 token thì người chơi phải buộc bỏ đi một số lượng, làm sao chỉ giữ lại được tối đa là 10 token, đưa những cái số đó về trong túi. Và cuối cùng thì người chơi đó sẽ kiểm tra lại xem mình có đạt được đủ một trong 3 điều kiện thắng của trò chơi chưa. Nếu rồi thì chúc mừng bạn đã chiến thắng trò chơi, còn nếu chưa thì tiếp tục lượt sẽ đưa cho đối thủ và chúng ta sẽ bắt đầu thêm một lượt mới. Vậy thì đối với game này thì những cái điều kiện chiến thắng của chúng ta là gì? Game sẽ có tổng cộng là 3 điều kiện chiến thắng. Điều kiện đầu tiên thì đó chính là các bạn sẽ đạt đủ 20 điểm từ việc mua những lá bài đá quý ở đây. Điều kiện thứ hai là nếu như các bạn thu thập đủ 10 vương miện từ những lá bài. Điều này có nghĩa là các bạn đã sở hữu được 2 quý tộc nha. Và điều kiện thứ ba là với cùng một loại đá quý mà các bạn sở hữu thì tính tất cả những lá bài, kể cả chức năng đổi màu. Nếu như lá bài đá quý mà các bạn sưu tập được có từ 10 điểm trở lên thì bạn sẽ chiến thắng ngay lập tức trò chơi này. Với trò chơi này thì mình sẽ có một vài đánh giá sau dành cho các bạn. Về ưu điểm thì trò chơi này sẽ mang những cái cơ chế khá là đơn giản, dễ hiểu nhưng vẫn lấy lại được cái sự gây cấn và kịch tính khi chúng ta chơi với hai người. Dựa trên phiên bản cũ thì chúng ta sẽ có khá là nhiều thứ được giữ lại và có một số cải tiến làm cho bộ game trở nên hay hơn. Thì đầu tiên đó chính là cái cách lấy token. Đây là một cách là dựa khá nhiều vào yếu tố may mắn, vì nó là cái cách sắp xếp ngẫu nhiên khi bạn lấy từ trong túi ra. Nó cũng vô tình nó sẽ búp cho việc cái người chơi hiện tại có thể lấy được những token mình muốn được nhiều hơn, hoặc là được đủ tài nguyên để xây những cái lá bài, hoặc là nó vô tình nó bóp những cái người kia không có thể lấy được những cái token mà họ cần. Và nó lại không quá gò bó trong việc là chúng ta sẽ lấy những token từ những cái chồng chung như là cái bản Splendor cũ. Đặc biệt là về cơ chế chiến thắng của trò chơi này thì không phải là một cơ chế duy nhất, đó chính là đu điểm, mà chúng ta sẽ có 3 cơ chế riêng biệt. Nó sẽ giúp cho những cái người chơi linh hoạt trong việc đó là tương tác và có nhiều cái ứng phó với mỗi tình huống khác nhau. Thay vì chiến thắng vì điểm, chúng ta sẽ có chiến thắng vì những cái vương miện qua thu thập quý tộc nè. Ngoài ra là chúng ta có thể sưu tầm một bộ kim cương vì một màu mà chúng ta thích. Đồ họa của trò chơi này thì nó sẽ rất là dễ hiểu và hoàn toàn dễ nắm bắt y như là cái bộ mà chúng ta đã chơi. Không cần phải đọc quá nhiều chữ, tại vì nó đâu có chữ đâu mà nó cần phải đọc. Và cái tính tiện dụng của bộ game nữa, nó siêu nhỏ, dễ đem đi lắm. Còn về nhược điểm thì sao? Về nhược điểm thì bộ game này mình thấy đó chính là thời lượng game cho một cái game duo của mình nó khá là dài dành cho hai người chơi. Mình cảm thấy là nhiều khi nó hơi là cồng kềnh trong việc là lắp lại những cái token ở trên bảng chơi. Và giống như cái game Showback mà mình đã từng chia sẻ cho các bạn đó, thì có thể cái tần số của cái việc mà chúng ta lắp lại nó sẽ cao hơn bên game Showback mà mình đã chia sẻ nhiều. Và đôi khi cái việc mà chơi kỳ kèo giữa hai đối thủ, ai sẽ là người lắp đầy những cái token trên cái bảng này, nó cũng là một vấn đề đơn giản chỉ vì một cái cuộn giấy như thế này. Trò chơi thì nó cũng phụ thuộc khá vào nhiều kinh nghiệm của người chơi. Không dễ gì mà các bạn có thể hạ được một người chơi đã chơi qua vài chục ván và những có những chiến thuật riêng. Mặc dù về sự bổ sung của những cái cách chơi thắng mới của cái game á, thì nó sẽ giảm bớt được phần nào, nhưng mà nó cũng không đủ để khỏa lấp được cái số lượng kinh nghiệm giữa người chơi mới và người chơi
kỳ cựu của bộ game này thì đôi khi nó sẽ mất hay một chút thôi mà. Ngoài ra thì cái sự bổ sung về những cái lá bài á mà có hiệu ứng đặc biệt sẽ là một cái hay của bộ game, nhưng mà mình muốn liệt kê nó vào trong cái mà thực sự gọi là nhược điểm của nó. Vì ngoài cái việc các bạn đi thêm một lượt thì những cái token, những cái icon còn lại á, nó khá là rối rắm cho người chơi, và phải làm quen với cái hệ thống này, biểu tượng này và thể thuộc nó rồi thì các bạn mới có dễ dàng chơi được với nó. Chưa kể là việc á, là các bạn có thể đi cướp tài nguyên của người khác, thì cái việc cướp tài nguyên của trong một game thì nó tăng tính tương tác với nhau, nhưng việc là cướp nó thường sẽ xoay quanh cái viên ngọc mới, đó chính là viên ngọc chai. Thì cái viên ngọc chai này nó nằm đa số trên những lá bài cao điểm, mình sẽ muốn nó có nhiều cái sự lựa chọn hơn thay vì chúng ta sẽ chăm chăm vô cướp ngọc chai. Tổng kết lại thì Splendor Duel là một trò chơi thuộc nhóm khá dễ chơi, nhưng mà đôi khi các bạn phải cần một thời gian để làm quen với bộ cũ rồi thì bạn mới dễ chơi nha. Nhưng mà với bộ mới này á thì bạn cũng phải mất đâu đó 1-2-3 ván game để có thể làm quen được với cái cách chơi, cách vận hành của cái trò chơi này. Nhưng đây chỉ là một cái trò chơi nhằm câu thời gian thôi, chứ không phải là một cái trò chơi gọi là thật sự là một cái bộ game mà chúng lúc nào chúng ta có thể đem ra chơi hoài với nhau. Nó chỉ là một bộ game mà giống như là chúng ta câu giờ để chờ một cái nhóm lớn để triển khai một cái game lớn hơn đó. Hoặc cái bộ game này thì đối với mình thì mình thấy nó cũng không phải là một cái bộ game mà nó dễ tiện dụng đem chơi ở trên những cái xe du lịch đâu nha. Tại vì nó bày ra nó cũng khá là nhiều, chúng ta phải cần có một lượng khu vực chơi cũng khá là lớn. Thì khi cái này nó chỉ thích hợp cho khi nào? Nó chỉ thích hợp cho các bạn khi các bạn chơi ở những cái gọi là nhà nghỉ, resort, khách sạn, khi các bạn đi chơi thôi, đi chơi du lịch thôi. Nó giết thời gian thì buổi tối, mình nghĩ là vậy. Mà đã đi du lịch thì ít bao giờ chơi những bộ game này. Chơi đông mới vui. Đó là toàn bộ nội dung về game Splendor Duel mà mình muốn chia sẻ cho các bạn vào ngày hôm nay. Các bạn thấy Splendor Duel thế nào? Mình nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng nằm trên kệ các bạn nếu như các bạn thích những tựa game đối kháng hai người như thế này. Nhưng để chơi một bộ game này dài lâu thì các bạn cũng nên suy nghĩ lại một ít. Và như mọi lần, các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh của mình nếu như bạn là người chơi mới, cũng như hãy để lại bình luận nếu như các bạn cảm thấy có một vài điều gì đó lấn cấn đối với bộ game này. Còn bây giờ thì hẹn các bạn vào tập kế tiếp nha. See ya. Rồi, hết video rồi đó. Biết làm gì không nè mấy bạn? Nhớ bấm like, share cho video của tụi nha. Nhấn nút đăng ký và nút chuông nhỏ nhỏ nếu là người chơi mới. Còn bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.